nên là cũng ngày con xin Chúa ngày ban ơn về những gì mà con có hiểu được để con sẽ truyền đạt hỗ trợ cho các em để nắm vững và trở thành người đàn giỏi và học cùng Chúa. Con cảm ơn ngài nhân dân Chúa sẽ cứu ra được tất cả mọi sự nổi loạn, nó không có quyền những cái tâm trí của tội lỗi của bọn phụ không có quyền để sản xuất em. Chúa ngày ban ơn để rồi các em có tâm trí của Chris và tâm tình của anh Chris để có tấm lòng kính người cả mình và được đào tạo để trở thành một người chịu lắng nghe để được Chúa ngày sử dụng. Cảm ơn ngài nhân dân Chúa sẽ phán quỷ tất cả những lời đối nghịch của bọn phụ hay bất cứ một cái dạng nào của từ ma quỷ nó không có quyền dùng các em. Chúa khai phóng tâm linh của các em, tâm trí của các em để các em có thể học và trở thành những con cháu ngài. Ngày hôm qua thì chúng ta đã đi được tất cả là ba cái phần dấu nhạc lý cơ bản. Nhất chúng ta biết là cái nốt nhạc, thứ hai chúng ta biết cái hình nốt nhạc nó là gì, nó bao gồm là hình tròn, hình trắng, hình đen, một đơn, một đôi, một bài, một từ. Chúng ta cũng nói đến cái khuôn nhạc thôi. Chúng ta biết cái khuôn nhạc nó gồm có 5 dòng nhạc và 4 cái khe. Bên cạnh 5 dòng nhạc, 4 cái khe thì nó có là dòng nhạc phụ. Tập trung là ông bà. Nó có dòng nhạc phụ và nó có cái khe phụ. Mục đích là để ghi những nốt nhạc trầm hoặc là nhạc cao. Thì đa phần cái giọng của chúng ta nó nằm ở khoảng âm vực, khoảng từ nốt la cho đến là cao nhất. Giọng nữ thì khác hơn, giọng nữ thì được có cái là họ có cái giọng là tự do, cho nên khi họ hát đến cái bước đó thì họ chuyển qua giọng đó, họ có thể lên cao bút, đặc biệt là những người hát opera thì họ hát rất là cao. Nhưng mà đa phần chúng ta chỉ có hát trong cái giọng nhạc cỡ này, không có cái âm vực nó cỡ này, nó không có hát cao. Rồi chúng ta nói đến cái khóa nhìn vào cái khóa bắt đầu từ dòng số 2 vòng lên dòng số 3 và trở lại vòng số 1 kéo dài lên để xuống. Đây được gọi là khóa son. Tại sao nó gọi là khóa son? Vì cái son trong nốt nhạc đó, cái tên nhạc đó, tên đó là Do Re Mi Fa Son đó, thì cái này nó cái son đó là ký hiệu chữ G, đúng không? Nhớ không ạ? Đô là cái hiệu chữ gì? Rê. 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 Mi. Rê. Fa. Rê. Son. Rê. La. Rê. Si. Rê. Đô. Si. Đúng rồi. Đây, chúng ta có tất cả cái tên hình đó này. Thì cái khóa son này nè, nó là biến tấu của chữ G. Chữ G này. Cho nên là khóa son. Và khi thấy cái khóa son này, thì bất cứ một khi thấy khóa son thì cái nốt nhạc nó nằm ở trên cái dây số 2. Chúng ta có 5 dây, dây 1, dây 2, dây 3, dây 4, dây 5, 1, 2, 3, 4, 5, thì nằm trên dây số 2, đó gọi là khóa son. Cho nên cứ nhìn vào là chúng ta bắt đầu biết đây là khóa son. Là cái này là fa, mi, rê, đô. Còn nếu thấp hơn nữa là si. À, si nằm dưới, nằm dưới cái dòng kẻ phụ thứ nhất. Cái này là si. Trên đây nó si này, từ đây đến đây nó là khoảng cách một quãng tám. Chúng ta chưa có đá động đến cái quãng tám là gì, bởi vì đá động đến thì chúng ta sẽ rối. Nên khi nào chúng ta học về học âm thì chúng ta sẽ phát triển hiểu được quãng hai, quãng ba, khoảng 5, khoảng 7, khoảng 8, khoảng 7 thì nó hiểu được không?
đề cái biểu diễn cái hình nốt ở trên đây, thì khi chúng ta biểu diễn nó căn cứ vào cái dòng thứ ba này. Từ dòng thứ ba chúng ta phải quay cái râu nó lên trên hoặc là quay xuống. Cái râu quay lên quay xuống không quan trọng, mà chủ yếu là cái nó đẹp cái khuôn nhạc thôi. Cho nên chúng ta nhìn của tại sao cái râu quay lên quay xuống nó không quan trọng, mà chủ yếu là cho đẹp khuôn nhạc. Cho nên mình quy ước người ta là từ dây số 3 này, cái dòng số 3, dòng số 3 này thì có thể quay lên hoặc là quay xuống. Ví dụ đây là dòng là quay xuống thì nó chỉ là cho đẹp khuôn nhạc thôi. Khi chúng ta thấy ở đây nó có cái nhịp chẳng hạn như 2-4 hay là 3-4 hoặc là 4-4 thì chúng ta số mấy chúng ta không cần, không có quan trọng lắm. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy là cái số ở trên là tương ứng của số nhịp. Cái này nè, cái này là số nhịp trong một ô nhịp, cái này gọi là ô nhịp. Những cái vạch này gọi là vạch nhịp, còn cái này gọi là ô nhịp. Được chưa? Số ở dưới tương ứng với số 4, nó đen là một nhịp. Một nhịp như chúng ta đánh xuống đưa lên là một nhịp. Ví dụ như mi fa son la son fa mi re đã. Thì mỗi cái mình vỗ xuống như vậy đó là một nhịp, đưa lên nửa nhịp, đưa xuống nửa nhịp là một nhịp. Thì chúng ta có một cái gọi là đưa lên rồi vỗ xuống, nó đều, nó cứ đều như thế này. Đó là chúng ta cái cách là chúng ta đếm cái nhịp của mình ha. Ở đây thứ nhất thầy chỉ dành cho các em cái hình nốt đen, hình nốt đen tất cả đều nốt đen hết, nó chưa có cái nốt gì vào này hết. Thì tương ứng với cái nốt đen này thì mỗi cái là một nhịp. Như vậy chúng ta thấy điểm ở đây, cái ô nhịp này là mấy nhịp này, mấy nhịp? Hai nhịp, đúng không? Hai nhịp này, một nhịp là hai nhịp, một nhịp hay một nhịp nữa là hai, hai nhịp. Ở đây là nốt trắng, nốt trắng bằng mấy nhịp, bằng mấy nốt đen? Đây, nốt trắng bằng hai nốt đen, nhớ chưa? Nốt tròn bằng hai nốt trắng, nốt trắng bằng hai nốt đen, nốt đen bằng hai nốt đen. Nó cứ như vậy gấp đôi, gấp đôi này. Như vậy thì một nốt tròn bằng hai nốt trắng, nhưng mà một nốt tròn bằng bốn nốt đen. Thì chúng ta thấy nốt tròn nhưng mà ở đây nó là nhịp 2-4 hoặc là 4-4. Nếu thấy số 4 ở dưới thì nốt đen là một nhịp, nốt tròn là 4 nhịp. Tới chỗ đó chúng ta kéo dài 4 phách hay là 4 nhịp. Được chưa? Có chỗ nào chưa hiểu không? Tương ứng mỗi một cái hình nốt này thì nó có cái hình của dấu lặng. Khi thấy cái dấu này nó nằm ở cái dòng kẻ thứ tư mà quay xuống thì đó là nốt lặng. Lặng tròn là lớn nhất. Khi tới chỗ này người ta sẽ ngưng 4 nhịp. Dấu này là gọi là dấu lặng trắng, nó quay lên, đơn giản lắm. Cái quay xuống, cái quay lên thì nó là nghỉ 2 nhịp. Dấu này là dấu lặng đen, dấu lặng đen. Cái này cũng là dấu lặng đen. Tùy theo người biết, đa phần thì người ta dùng cái này nè, số 7 ngược, đơn giản lắm đó. Còn cái này là giống như chính xác, thì móc thêm cái này để cho nó còn lại. Và cả hai cái này đều cùng một giá trị, đó là dấu lặng. Dấu lặng đen tương đương với lặng là yên, yên lặng. Cho nên tại sao mình thấy hét cái gì đó tự nhiên người ta im lặng? Cái yên lặng đó để nó biểu cảm, nó biểu cảm cái dòng nhạc, cái lời nhạc mà cái người tác giả người ta muốn viết xuống. Cái này là dấu lặng móc đơn, dấu lặng móc đôi, móc ba, móc từ, đó là cái những cái dấu lặng. Rồi nắm được hết chưa? Ai cần chụp cái màn hình thì chụp một cái rồi mình qua cái phần khác. Được, ai cần chụp không? Hay là cái này nắm hết rồi?
kia. Dạ vâng. Rồi, một cái nha. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái bài số 7. Trong bài số 7 này, chúng ta thấy là cái cách mà biểu diễn của tác giả trên đây, nó có những cái hình nốt mà chúng ta thấy nó khác lạ. Ở đây là nhịp 44 nè, phá son nhịp 44. Hình nốt khác lạ thứ nhất, đây là cái hình thứ nhất. Thấy không? Chữ đầu cái hai cái nốt đầu tiên mi pha. Thì cái này nó chính là hai cái móc đơn thôi. Không có gì cả. Hai móc đơn. Nhưng mà để viết cho đẹp cho nên người ta quyết định là viết ký hiệu hai cái này. Thì là vậy nha. Nếu giả sử cái này nó thêm một gạch nữa thì nó là hai móc đôi. Nếu như vậy thì nó là hai móc đôi. Hoặc là người ta viết như thế này, tức là một móc đôi và một móc đơn. Tụi con sẽ thấy những cái dòng nhạc và trong những cái quyển Blacksheep nó sẽ có rất là nhiều, đặc biệt là chơi piano. Nhớ chưa? Cái này gọi là móc gì ạ? Cái dòng đầu tiên móc đơn, hai móc đơn. Rồi tiếp theo chúng ta thấy là một nốt này nốt gì, hình nốt gì, nốt đen, và có thêm cái gì thì giống cảm. Chúng ta còn nhớ hình nốt đen này làm mấy nhịp? Nốt đen là một nhịp, nhớ nha, đen là một nhịp hay là một phách, hay còn gọi là phách, có nhiều người thích gọi là phách. Vậy thì hình nốt đen là một nhịp và thêm cái dấu chấm này thì nó bằng mấy nhịp? Bằng mấy nhịp? Chúng ta nói rồi, cái dấu chấm phía sau cái nốt nào, hình nốt nào thì nó bằng tương đương giá trị bằng nửa. Như vậy ở đây tức là bằng một nốt đen cộng với lại một móc đơn là bằng một nhịp rưỡi. Đúng chưa? Tất cơ cả nếu tụi con thấy có cái hình nốt nào mà có cái dấu chấm phía sau thì dấu chấm này nó bằng giá trị tương đương nửa cái hình nốt đó. Bởi vì bản thân của hình nốt đó là một nhịp, thêm nữa là nửa nhịp nữa là gọi là một nhịp rưỡi. Ví dụ chúng ta biểu diễn nó là như sau: mi fa so là đó là một nhịp này, mi fa so la, thấy không, mi fa son một nửa này là một nhịp rưỡi, mi fa son la son fa mi re. Cho nên khi mà biểu diễn chúng ta cần phải có, chẳng hạn như tụi con đàn, tụi con phải giữ cái nhịp bằng cách là giữ cái nhịp chân, là cái chân của mình, không phải nhịp cái nhịp ào ào nhưng mà nhịp đều. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cái cách để chúng ta thực hiện cái nhịp cho nó chính xác. Bây giờ mình sẽ xuống âm cái phần này lại là theo cái nhịp gõ: mi fa son la son fa mi re.
là 2 là mi fa son la son fa mi fe. Nó có một cái quãng nghỉ nhẹ là tức là một nhịp rưỡi là đâu. Mi fa son la son fa mi fe. Trong cái phần này chúng ta không có cần phải gọi là lặng, tại vì nó không có dấu lặng ở đây. Cho nên là mình vẫn hát kéo dài bình thường. Lặp lại là 2, 3. Mi fa son la son fa mi re. Tiếp theo re mi fa son fa mi re do. Re mi fa 2, 3. Re mi fa son fa mi re do. Rồi chúng ta kết nối hai này với nhau. 2, 3. Mi fa son la son fa mi re. Re mi fa son fa mi re do. Cái đồ này mấy nhịp này? Mi re đồ mấy nhịp? À bây giờ chúng ta xem fa mi re. Re mấy nhịp? Nốt trắng 1 chấm là bằng cái gì? Bằng nốt nào cộng nốt nào? Bằng cái chấm phía sau nó trắng là bằng tương đương giá trị của nửa nó đó. Như vậy nếu thấy nó trắng với dấu chấm thì chúng ta đáng là ghi là đó là nó trắng cộng với lại nửa của nó trắng là bằng nó nạch đèn bằng mấy nhịp? Ba nhịp. Các bạn chắc được, các bạn nắm được không, hiểu chưa? Chúng ta có hình nốt nè, nốt tròn à, nốt trắng, nốt đen, móc đường, móc đồi, móc bàn và móc từ. Một tròn bằng hai trắng, một trắng bằng hai đen, một đen bằng hai, cứ gấp đôi lên. Và cái dấu chấm phía sau của nốt nào thì nó sẽ có giá trị tăng thêm thêm phần nữa nữa. Nếu nốt đen là một nhịp thêm dấu chấm này là một nhịp rưỡi thì nó bằng nốt đen cộng với hót đơn tương đương một nhịp rưỡi. Nếu nốt trắng là hai nhịp, nó thêm dấu chấm này nữa là bằng nửa của nó thì nó bằng nốt trắng cộng nốt đen. Như vậy là tăng 2, 1 là 3. Nốt trắng là hai nhịp nè, cộng với 1 là 3. Được chưa? Được hiểu chưa? Các bạn có chưa học thì cái này thì đây là nó chỉ có 7 hình nó thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hình nó. Cả bài nhạc nó chỉ có 7 hình nó thôi. Rồi thêm cái dấu chấm thì thường là bắt đầu nó tính chỉ có thêm dấu chấm từ đây. 1, 2, 3, 4, 5 là cái này là có dấu chấm rồi. Nhưng mà đối với nhạc lý cơ bản chúng ta thường dùng là chỉ có từ đây đến đây là mấy cái này có dấu chấm, thêm dấu chấm thôi, chứ còn cái này không ít có. Nó chỉ có 3 cái nốt này là có thêm dấu chấm. Và dấu chấm nó để nó ngân dài thay vì người ta viết thêm một cái nốt này nữa, nốt đen, nốt này rồi thêm cái nốt đen nữa. Có nhiều khi người ta viết như thế này nó cùng giá trị. Ví dụ bây giờ người ta viết chữ nốt rè mà người ta muốn kéo dài thêm một nốt nữa thì người ta phải có cái dấu nối, tại vì ở đây nó cùng giá trị là rè và rè cũng là kéo tổng cộng là 3 nhịp, phải không? Cho nên người ta không có viết như vậy mà người ta viết là nốt rè và thêm một chấm. Đơn giản hơn không? Đó là cái cách để mà viết cho nó gọn cái nhạc này. Rồi
chúng ta thấy trên chỗ này cái dòng thứ nhất chúng ta có nốt rề một chấm. Nhìn vào cái đầu khuôn nhạc nhịp 4/4, nhịp 4/4 đầu khuôn nhạc. Thì trong cái khuôn nhạc này là trong cái phần đó nó có những cái nốt nhạc được viết ở trên đây, từ cái này đến đây nó là phải là 4 nhịp, nhịp 4/4. Thì chúng ta thấy ở trên đây ghi là mi fa sol đúng không? Mi nè, fa nè, mi fa sol. Nó sol là nó gì? Nó đen là nó gì? Nó đen là có một chấm sol. Mi fa sol là gì nữa? Lá sol. La nè, lá son. Lá son. À, lá son, son, son ten. Lá son là gì? Pha ly đề. Pha ly. Hai cái này móc đơn nói lại với nhau nha. Pha ly rề, rề. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ tập làm quen với cái cách gọi tên đó. Ví dụ thầy nói rằng là mi móc đơn, tụi con biết biết không, biết xuống tập không? Mi móc đơn, fa móc đơn, son đen một chấm, la móc đơn, son đen, fa móc đơn, mi móc đơn, rề trắng một chấm. Đó là cái cách gọi. Mình hình dung ở trong đầu mình những cái nốt nhạc này, cái dòng nhạc nó chạy ở trong đầu của mình, và mình có thể viết xuống cái bài tập của mình được. Khi đọc cái này quen thuộc thì nhìn vào bất cứ bài nhạc nào tụi con đều có thể sướng ăn được hết. Rồi bây giờ chúng ta tập lại cái mấy ô nhịp đầu tiên nha. Đây, bắt đầu là 2, 3. Mi fa son, la son, fa mi re. 3. Mi re mi fa, son fa mi re do. 2, 3. Và đếm luôn nè, đếm nhịp nè. Mi fa son, la son, fa mi re. 2, 3. Đếm theo thầy luôn. 2, 3, đếm đều vậy nè. 2, 3. Mi fa son, la son, fa mi re. 2, 3. Re mi fa, son fa mi re do. 2, 3. Mình hát theo cái nhịp thì mình cũng đếm theo nhịp, nhưng mà khi mình hát mình đừng đếm 2, 3 trong đó, đếm nhẹ thôi, đếm nhỏ thôi, đếm đâu mình nè ha. Yeah. Rồi tiếp theo cũng dòng đó, cái phần nhạc tiếp theo nó giống như phần nhạc ở trên. Chúng ta tiếp tục. 2, 3. Mi fa son, la son, fa mi re. Re mi fa, son fa mi re do. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến cái chỗ này thì dòng thứ hai chúng ta thấy có cái dấu gì à? Sau chữ đồ, sau cái nốt đồ là nốt đồ này là trắng, có chấm không? Không. Dòng kẻ thứ khuôn nhạc thứ tư, khuôn nhạc thứ tư, đếm từ trên xuống khuôn nhạc thứ tư, thấy chưa? Nốt đồ, nốt đồ trắng. Hồi nãy khuôn nhạc thứ hai thì nốt đồ trắng có một chấm, thì chúng ta hát có 3 nhịp, chúng ta kéo dài 3 nhịp. Nhưng bây giờ nốt đồ này một không có dấu chấm, nhưng nó có cái dấu gì kế bên? Tiếp theo, lặng đen. Lặng đen hay lặng đơn? Lặng gì à?
Khi nhìn đó, nhìn đó, nhìn đó. Đây, nhìn nha. Chúng ta tương ứng với những cái nốt này thì nó có cái dấu dấu lặng. Hoặc là lặng gì? Dấu này lặng gì? Nhìn lên đây. Lặng đen là đây nè. Lặng đen là số 7 ngược. Lặng trắng là đây nè. Thôi cái dấu lặng này dấu lặng gì? Dòng số 4. Lặng đơn ở đây. Có nhìn thấy không? Sao rất đột? Dấu lặng đơn nhỏ thì mình cũng phải nhìn thấy, người ta biết lên đó là mình nhìn thấy. Lặng đơn là mấy nhịp? Lặng đen là một nhịp, còn lặng đơn là mấy nhịp? Là nửa nhịp. Đen bằng hai đơn, nhưng mà dấu lặng đơn thì nó bằng nửa nhịp. Một đen là một nhịp, có chữ thấy là một đen là một nhịp. Đây là thứ một nhịp. Nhớ nha, quy ước. Bây giờ mình học nhịp 44 thì cứ đen là một nhịp. Còn đây là nửa nhịp, đây là 1/4 nhịp, 1/8 nhịp, 1/16 nhịp. Nó rất là nhanh, nhịp rét một cái rất là nhanh đi qua. Còn cái lạc đen này là một nhịp, chữ lạc là xuống chỗ này. Như vậy chỗ này nữa, như này. Rê mi fa son fa mi rê đô. Ngừng ngắn, lặng luôn, tức là không hát kéo dài. Rê mi fa son fa mi rê đô. Ngưng cái này để làm gì? Một là để lấy hơi để tiếp tục chúng ta hát cái giọng nhạc cái tiếp. Cho nên có cái dấu lặng đó là có thể để lấy gì? Lấy hơi, hoặc là cái dấu lặng để chúng ta ngắt quãng, nó tạo cái hay cho âm nhạc, chứ nó không phải nó cứ hát ầm giống như nhạc trẻ ngày hôm nay, nó cứ nhạc beatbox ấy, cứ chỗ ầm như vậy rồi cứ nhảy như điên, cái đó không phải âm nhạc, là tra tấn âm nhạc. Rồi bây giờ hát lại cái chiếc âm lại cái phần đầu gọi là phần tiêu khúc. Rồi bắt đầu. Mi fa son hai ba, mi fa son la son fa mi re, re mi fa son fa mi re do, mi fa son la son fa mi re, re mi fa son fa mi re do. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần tiên khúc nha. Trong cái bài nhạc này, tác giả cho viết cho chúng ta nó rất là đơn giản. Chúng ta thấy bao gồm có những hình nốt như là nốt đơn nè, nốt đen nè, đen một chấm, nốt trắng một chấm, dấu lặng đen, đó xin lỗi, dấu lặng đơn. Và hết, nó không có cái gì đặc biệt ở đây cả. Đây là một cái bài nhạc viết theo cái thể loại để có thể cho nhiều người có thể hát nó dễ dàng. Nó không phải là mang cái tính biểu diễn. Mang tính biểu diễn thì người ta biết nó có những cái nốt gọi là kêu bằng xanh khớp hay là nhịp chổi. Cái đó mình từ dần dần mình sẽ quen cái nhịp ở trong đầu rồi thì mình mới đàn nhịp chổi được. Mà nếu không thì chúng ta sẽ không hát nhịp chổi được. Tiếp theo. Son gì? Son la si do. Son la si do hai ba. Son la si do. Do 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 si la son. Son la si do. Do si la si la son. Do re. Do re. Mi fa son la.
La la re mi fa son. Mi re mi fa. Si si do re mi do. Ok. Chúng ta sẽ học cho thật là nhuần về cái khóa son. Và chúng tụi con thấy rằng là ở đây đầu cái khóa son này nó chỉ có hai cái số là số 44. Bây giờ mình sẽ xem cái biểu diễn đó nha. Đây, cách cách viết phát son bắt đầu từ dòng số 2 vòng lên số 3 số 4 kéo dài lên và rồi ở đây chúng ta thấy là có số 44. Rồi nhìn lên nè, tôi ý nè, khi nhìn thấy 44 số 4 cuối là nó đen là một nhịp, nhớ chưa? Số 4 ở trên là mỗi một cái ô nhịp là bán nhịp, là 4 nhịp. Chúng tôi có thể người ta sẽ không có biết 44 nhưng người ta biết chữ sen. Thế này thì nhìn vào đây thế ấy ta biết chữ xe vậy thì chúng ta cũng biết là nhịp 44 luôn. Nó có hai cái ký hiệu khác nhau nhưng mà nó là cùng là một nhịp 44. Bây giờ chúng ta sẽ chỉ nói đến cái 44 thôi, thì là tụi con thấy chữ xe đó biết là 44 ha. Cái bài này làm sao chúng ta sẽ biết cái hợp âm của nó? Con thấy ở trên này có viên cái hợp âm, rất là nhiều cái hợp âm, nhưng mà làm sao để biết cái hợp âm của nó? Cách biết hợp âm rất là đơn giản. Hợp âm đô trưởng, cái này mình qua phần 4 là hợp âm. Hợp âm đô trưởng đồng bài nhạc, đồng bài nhạc không có dấu thanh, hoặc dấu giảm, mà kết thúc của nó là nốt đô. Quạt son.
lại nha. Ở âm đô. À, chúng ta sẽ cái này cái số 1 đây là âm đô. Đầu bài nhạc không có dấu thăng hoặc là dấu giảm, mà kết thúc của nó là nốt đô hoặc là nốt gơ, nốt son, thì đánh hợp âm đô trưởng. Giả sử như cái bài này, đầu bài nhạc nó, chúng ta thấy là nó không có dấu thăng hay là dấu giảm nào cả, nó hoàn toàn chỉ có nhịp 4-4 thôi. Và cái kết thúc của nó, bài của nó là kết thúc nốt gì? Chạm vào lòng con chú ơi. Rất đồ, thấy không ạ? Kết thúc của nó là rất đồ. Cho nên là chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy là hợp âm đô trưởng. Nếu kết thúc là rất đồ là cứ hợp âm đô trưởng. Còn đầu bài nhạc nếu không thăng không giáng mà kết thúc nó son cũng là hợp âm đô trưởng. Nó không thể là hợp âm khác. Trong cái hợp âm thì chúng ta có hợp âm chính và hợp âm phụ. Ngày hôm nay làm sao để mình sẽ hoàn tất được cái cách để chúng ta hiểu được hợp âm là gì? Hợp âm đô. Đô trưởng là ký hiệu này, ký xe. Đô trưởng. Nó bắt đầu từ nốt đô, đô, rê, mi, fa, son, la, si và trở về đô. Chúng ta có bây giờ nốt đô nó trở thành là bậc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. 8 nó lại trở lại 1. Nhớ nha, 8 nó trở lại 1. Đô, rê, mi, fa, son, la, si. Thì nó trở lại 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Chúng ta có bản nốt nhạc thôi. Thì hợp âm đô trưởng, cấu tạo của hợp âm đô trưởng nó bao gồm là đô cộng với nốt mi và cộng với nốt son. Đây là hợp âm đô trưởng. Câu tạo. Như vậy, mình muốn tìm một cái hợp âm thì rất là dễ. Công thức của nó là 1, 3, đô, mi, son. Đô cộng với mi cộng với son. Đô, mi, son. Đô. Đó là hợp âm đô trưởng. Hợp âm tức là tập hợp các âm thanh lại với nhau. Tập hợp các nốt lại với nhau. Trên cần đàn này nó có một ốc tan là 2, 3, 4, 5, 6, 7 ốc tan. Thì dù cho rất là chậm trên đây nó cũng là đô trưởng. Nó vẫn là 3 nốt thôi. Ở đây cũng là 3 nốt. Cũng là 3 nốt. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ nói thêm nữa một chút về cái cấu tạo này. Hợp âm trưởng, có nghĩa là hợp âm trưởng. Bất cứ một cái nốt nào cũng đều có thể là âm trưởng hoặc âm thứ.
đô trưởng, rê trưởng, mi trưởng, pha trưởng, son trưởng, la trưởng, si trưởng, thì nó cũng có đô thứ, mi đô thứ, rê thứ, mi thứ, pha thứ, son thứ, đúng không? Bây giờ trước nhất chúng ta nói về học âm trưởng này. Học âm trưởng bao gồm quản ba trưởng cộng với quản ba thứ. Học âm trưởng là gồm quản ba trưởng cộng với quản ba thứ. Vậy quản ba trưởng là gì? Quản ba trưởng là hai cung. Là hai cung. Quản ba thứ là một cung rưỡi. Chúng ta bắt đầu tập rồi, tập những cái từ ngữ chuyên môn. Bây giờ tập từ ngữ chuyên môn nha. Bây giờ tụi con tập bắt đầu từ chỗ học âm này. Chúng ta đọc cái này. À, bắt đầu 2, 3. Đầu bài nhạc. Nhìn cho đọc luôn. Đầu bài nhạc không có dấu thăng hoặc dấu giảm, mà kết thúc của nó là nốt đô hoặc nốt son, thì đánh hợp âm đô trưởng. Rồi chúng ta làm quen. Hợp âm đô trưởng, ký hiệu là chữ C. C là đô trưởng. Cấu tạo hợp âm là có đô, mi và son. 1, 2, 3, 4, 5. Cấu tạo hợp âm là 1, 3 và 5. Tức là theo cái chuỗi âm thanh người ta được gọi là âm giai. Cái này từ bắt đầu từ đô, kết thúc nốt đô gọi là âm giai đô trưởng. Nếu bắt đầu từ rê và kết thúc nốt rê gọi là âm giai rê trưởng. Vậy thì mi kết thúc nốt mi thì bắt đầu từ mi cũng là âm giai mi trưởng. Thì như vậy chúng ta mới có thể tìm được cái hợp âm rất là dễ dàng theo công thức 1, 3 và 5. Đấy nha, 1, 3 và 5. Bây giờ hợp âm đô trưởng thì nó có 1, 3 và 5. Tức là nó đô cộng với nó mi và cộng với nó son. Rồi bây giờ chúng ta nói về hợp âm trưởng. Bao gồm quản ba trưởng cộng quản ba thứ. Đọc theo. Hợp âm trưởng bằng quản ba trưởng cộng quản ba thứ. Bằng quản ba trưởng cộng quản ba thứ. Quản ba trưởng, quản ba trưởng là hai cung, quản ba thứ là một cung rưỡi. Ở đâu ra cái này vậy? Bây giờ chúng ta xem từ đô đến rê là mấy cung. Em đã học rồi, ngày hôm qua học rồi. Nhìn lên mới học mà quên phải không? Đô đến rê là mấy cung? Rê đến mi, mi đến pha, nửa cùng. Pha đến son, son đến la, la đến si, si đến đô, nửa cùng. Như vậy, căn cứ vào ở đây, từ đô đến rê một cung, rê đến mi một cung. Như vậy là đô đến mi là mấy cung? Em biết không ạ? Đô đến rê một cung, rê đến mi một cung nữa là mấy cung? Là hai cung. Mi pha mấy cung? Nửa cung. Ba son một cung. Như vậy là mi đến son là một cung rưỡi. Trong âm nhạc người ta quy ước từ nốt này đến nốt kia hai cung, đó là khoảng ba trưởng.
Đây gọi là quảng bá. Một cung rưỡi gọi là quảng bá thứ. Trên cây đàn ọt hay là piano, cái nốt nó kề cận nhau, đồ mi son nó kề cận nhau. Bây giờ Thanh Hương quay qua bên cây đàn, bấm cái học âm đô trường cũng theo cái công thức này 1-3-5 là đô, mi và son. Đô, mi, son. Son có son đâu? Có son là bậc 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vậy đồ mi và son. Đó là phần tôn trường. Từ đô đến mi là một hai cung. Đô rê một cung, rê mi một cung là hai cung. Từ mi đến pha là nửa cung, pha son một cung là một cung rưỡi. Như vậy là quảng bá trưởng, quảng bá thứ. Đây là hợp âm trưởng. Vậy thì bây giờ dựa vào công thức này, mình tìm được hợp âm luôn rê trưởng không? Ai tìm được âm rê trưởng? Đô trưởng là đô, mi, son, 1, 3 và 5. Vậy thì hợp âm rê trưởng thì nó phải bắt đầu từ rê, rê pha và la. Dễ chưa? Một, nhớ tìm một hợp âm 1, 3 và 5 theo cái âm dài đó. Nếu là đô trưởng thì bắt đầu từ đô, đô, rê, mi, pha, son, đô, mi, son. Đó là hợp âm đô trưởng. Còn nếu rê thì là rê, mi, pha, son, la, rê, pha, la. Hay chưa? Nhưng mà nhớ là cái quãng nào đứng trước ạ? À? Hợp âm trưởng thì quãng quãng ba trưởng đứng trước này, quãng ba thứ đứng sau này. Vậy thì nếu có hợp âm trưởng thì nó có hợp âm thứ. Hợp âm thứ vậy thì quãng ba, hợp âm trưởng là quãng ba trưởng tổng quãng ba thứ, thì ngược lại hợp âm thứ thì là quãng ba thứ. Chính xác bác nha, tổng với quãng ba trưởng. Thì cái này nó sẽ như thế nào đây? Ví dụ như đô, đô trưởng là đô, mi và son, thì đô thứ nó cũng đô, mi và son. Lắng nghe là chỗ này là không, không có nghe kịp là tụi con là rớt ở lại. Thì bây giờ nếu là đô và mi thì nó là quảng ba, quảng ba trưởng, đúng chưa? Rồi mi và son là quảng ba thứ, nhưng mà cái cấu đòi hỏi của nó là quảng ba thứ đứng trước, quảng ba trưởng đứng sau. Như vậy thì cái nốt mi này nó phải là mi giảm, nhớ chưa? Mi giảm. Bây giờ cái ký hiệu mi giảm luôn, mi giảm. Cái mi này trở thành mi giảm. Vậy thì nếu từ đô đến mi hai cung mà giảm là mấy? Giảm mỗi lần giảm là nửa, nửa cung. Như vậy ở đây từ đô đến mi giảm thì nó là
mấy cung? 1,5 cung. Cái này nó giảm từ cái mi giảm cho đến son. Hồi nãy là mi đến son là 1,5 cung, bây giờ mi giảm đến son thì là bao nhiêu cung? Sao 1,5 cung? Hay vậy, tính sao hay vậy? Mi, mi pha là nửa cung, pha son là 1 cung. Từ mi cho đến pha đến son là 1,5 cung. Bây giờ nó mi này nó không còn nằm ở chỗ mi nữa, mà bây giờ nó giảm về nửa cung. Thì từ mi giảm cho đến pha bây giờ là mấy cung? Từ mi đến pha bây giờ là mấy cung? Mi đến pha, bản chất của mi đến pha là mấy cung? Nửa cung. Bây giờ cái này nó giảm về được, nó giảm tức là nó lui lại nửa cung. Thì vậy thì mi giảm với lại pha là bây giờ là mấy cung rồi? Là 1 cung. Hiểu không? Mi với pha là 1 nửa cung. Bây giờ thằng này thay vì thằng này nó giảm về nửa cung thì nó cái giá trị của nó phải tăng lên nửa cung không? Từ mi đến mi giảm đến pha bây giờ là 1 cung, pha đến son vẫn giữ là 1 cung. Như vậy mi giảm cho đến son là 2 cung. Rối là 2. Đây bây giờ là âm thức nè, cũng là đô, mi là son, rê ta, một nè, nửa nè, một. Như vậy cả cái này là 2 cung này. Từ đây cho đến đây là 1,5 cung. Nếu giữ nguyên cái này là mi bình thường, từ rơi đến mi đến 1 cung. Như vậy thì nếu như mi này nó giảm xuống nửa cung, tức là nó cái giá trị nó trở lại, nó lớn về đây là à, bây giờ mình vẽ dây đi cho con hiểu luôn. Mi ở đây bây giờ mi giảm nó lui về một chút này, thấy chưa? Thì bây giờ từ đô này đến mi giảm này nó còn làm nhiêu? 1,5 cung. Từ mi giảm này đến son là bây giờ là tăng lên. Rồi nhìn lên cái đàn, nhìn qua đây, nhìn thấy không? Bên kia không nhìn thấy thì đứng đây. Đứng lên nhìn này. Đô, mi, son. Đây là đô trưởng. Giảm, bấm son, bấm mi này nó giảm về nửa cung. Thì hợp âm bây giờ chúng ta bấm về đó là đô thứ. Đây là đô trưởng, đây là đô thứ. Chỉ thay đổi một nốt thứ ba thì nó trở thành thứ hoặc là trưởng. Đây là đô thứ. Đô, đô thắng, rê, rê thắng là 1,5 cung. Từ đây cho đến đây là 2 cung. Bây giờ học, mới học qua sơ thôi, nhưng mà chúng ta chỉ tập trung vào hợp âm trưởng. Hôm nay chúng ta tập trung vào hợp âm trưởng. Vậy thì nếu chúng ta chọn, bây giờ chúng ta tìm cái hợp âm son trưởng thì sao ạ? Ai làm được hợp âm son trưởng? Hợp âm son trưởng. Muốn biết hợp âm đó như thế nào thì chúng ta biết nè. Nếu son này bắt đầu từ son thì tới gì? Son mà tới rê hả? Thế nào vậy? Son la rồi tới gì? Si rồi tới gì? Đô rồi tới gì? Rê, mi, fa, son. Đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và trở lại son. Chứ vậy đây là 1 nè, 3 nè, 5. Vậy thì tìm hợp âm đô trưởng, ấy xin lỗi, hợp âm son trưởng thì bao gồm nốt gì? Son cộng với đó, si và cộng với nó rê. Dạ. Giờ mình coi từ son đến si là mấy cung? Son la si mấy cung? Nhớ chỉ có mi với pha và si với đô
là nửa tung thôi. Đó là khoảng cách quy định. Còn tất cả đều là một tung hết. Lặp lại, chỉ có mi với pha tập trung, chỉ có mi với pha là nửa tung, si đô nửa tung, còn tất cả khoảng cách giữa các tên các nốt là một tung. Nhớ chưa? Rồi bây giờ trở lại đây, son và la, son đến la mấy cung, la đến si một cung, như vậy ở đây là mấy cung đây? Cung. Là hai cung, hai cung. Si đến đô mấy cung? Nhìn qua đây, nửa cung. Đô đến re mấy cung? Như vậy cả hai này là mấy cung? 1,5 cung. Như vậy từ son cho đến si đây là quãng ba mấy? Quãng ba gì? Quãng ba trượng. Và si cho đến re là quãng ba? Quãng ba trượng. Hiểu không? Hiểu chưa? Bao nhiêu người hiểu rồi? Toàn hiểu chưa? Chưa hiểu cho đâu? Làm tiếp. Bây giờ ta tìm khoảng khác. Bây giờ thì học âm pha trưởng. Học âm pha trưởng. Pha trưởng chính hiệu là pha. Thì bắt đầu âm giai pha từ là pha. Và tiếp theo đọc lên son, la, si, rô, rê, mi và trở về ma. Thì bây giờ pha trở bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và trở về 1. Công thức của mình thì vào âm là 1, 3 và 5. Như vậy mình nếu âm pha trưởng mình sẽ đền nốt gì? Pha cộng với nốt gì? La cộng với nốt gì? Đô. Như vậy từ pha đến la là mấy cung vậy? 2 cung. La ở đây pha đến la mấy cung? Pha la mấy cung? Một cung. Một cung hai cung? Hai cung. La đến đô mấy cung? Một cung. Hiểu chưa? Si đến đô là nửa cung nè, một cung nè, nửa cung nè, một cung, một cung. Như vậy thì gồm có pha, la và đô. Đây là ba nốt này cấu tạo thành hợp âm gì? Pha trưởng. Để bây giờ tìm hợp âm rê trưởng thì sao? Hợp âm rê trưởng thì sao? Hợp âm rê trưởng thì nó cũng bằng là gì? Bắt đầu từ rê, mi, pha, son, la, si, đô. 1, 3, 5 là nó nào? Một là nó nào? Làm sao mà đô được? Làm sao âm dai rồi, âm dai rê rồi. Mình đã ghi nó rê ra rồi, làm sao âm đô được? Nếu son, nếu hợp âm son trưởng thì son phải là nốt số 1. Nó gọi là số 1, gọi là âm dai son. Bây giờ qua nó re rồi thì là âm giai re, thì bắt đầu từ re và kết thúc là re. Thế cuối cùng thì bậc re bây giờ trở thành là bậc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hợp âm re trưởng thì bắt đầu từ 1, 3 và 5. 1 là nốt gì? Nốt re cộng bậc 3 là nốt gì? Nốt pha cộng bậc 5 là nốt la. Hiểu chưa? Mà rê trưởng, mà trưởng là quãng ba trưởng đứng trước, thì rê
cho đến pha này là mấy 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 cung này, mấy cung, bây giờ mà còn là một cung nữa không biết sao luôn á. Từ re cho đến pha là mấy cung? Re đến mi mấy cung? Mấy cung? Mi đến pha mấy cung? Vậy là re đến pha là một cung, một cung rưỡi. Ở đây nếu mà đây có một cung rưỡi thôi. Pha đến la hai cung. Như vậy thì đây không còn là hợp âm trưởng nữa. Tại vì hợp âm trưởng là quãng ba trưởng đứng trước, quãng ba thứ đứng sau. Còn âm thứ thì quãng ba thứ đứng trước, quãng ba trưởng sau. Nếu chúng ta đàn re pha bình thường mà la thì đây là âm re thứ. Nhưng bây giờ người ta kêu hợp âm trưởng thì nó pha này phải thăng, tăng lên nửa cung cho nó đủ. Ở đây là hai, ở đây một nãy một rưỡi, bây giờ tăng lên nữa là hai, còn ở đây bị tăng lên nữa thì đây hai cung, thì bây giờ còn là 1.75 cung. Bây giờ nhìn lên cái đàn, bước đứng lên đứng gì cái đàn. Bây giờ âm re này, re này, pha này và la, thì đây là quãng này là quãng ba thứ, quãng này là quãng ba trưởng. Thì bây giờ người ta đòi hỏi quãng là âm trưởng thì gồm có là gì? Quãng ba trưởng thì cái này phải tăng lên pha, thăng và la, chỉ thay đổi một giá trị thôi, đây là re trưởng. Tụi con hiểu chưa? Dạ ai hiểu giơ tay lên. Ai hiểu rồi? Hiểu chưa? Rồi. Cùng cách thức này mình có thể tìm được tất cả các âm. Thầy dạy không phải dạy từng chữ từng nốt mà dạy cái công thức. Con nắm một công thức thì con ra được tất cả các âm khác. Người ta dạy cái này á, người ta dạy một tháng tôi lấy tiền tụi con. Thầy dạy một buổi tụi con hiểu hết. Thế nên tại sao con học 2 năm mà tốn tiền quá chừng mà không có hiểu. Bây giờ mình bắt đầu mình sẽ thực hành học âm nè. Bây giờ chúng ta sẽ đi lại chọn cái học âm đơn giản nhất là học âm đơn giản. Chúng ta bắt đầu tìm học âm đơn giản. Đô trưởng. Thì học âm đô trưởng vẫn viết, chúng ta vẫn viết cái âm âm dài ra. Nhớ cái này. Tụi con chỉ nhớ là mi pha si đô là nửa cung, tất cả đều là được. Còn lại là nửa cung. Bây giờ học âm đô trưởng, nếu tìm một âm đô trưởng thì bắt đầu mình cứ viết ra đô, đọc theo đô tới gì ạ? Rê, mi, pha, sol, la, si, cuối cùng là đô. Bây giờ mình chọn 1, 3, 5 chữ đi. Rồi như vậy thì nếu học âm đô trưởng thì mình bao gồm có nốt đô cộng với lại nốt mi và cộng với lại nó xong là âm đô trưởng 1, 3, 5. Đô đến mi là mấy cung? 2 cung. Mi đến sol là 1.5 cung. Đây là âm đô trưởng đô mi sol, vẫn là đô mi sol đô. Đô nghĩa trở lại đô này rồi, cho nên đồ mi sol là ba nốt. Bây giờ học âm re, học âm re chữ. Học âm re chữ thì bắt đầu phải là gì? Re và tới gì? Mi, cứ đọc tiếp. Pha, son, la, si, đô và trở về re. Vậy thì bây giờ mình chọn 1, 3, 5 là nốt nào? Re cộng pha cộng là re đến pha là mấy cung? Có một cung rưỡi thôi. Như vậy nó pha này phải là gì? Pha gì? Pha thăng.
ba thắng cho đến la là 1,5 cung. Cái này là 2 cung. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ hợp âm mi. Hợp âm mi trưởng. Bắt đầu từ đó. Mi. Tiếp. Fa. Son. La. Si. Do. Re. Và cuối cùng mi. 1,3,5 của mi là gì? Mi cộng với lại son cộng với lại si. Mi đến son là mấy cung? 1,5 cung. Thì như vậy son này phải là gì? Son thanh là 2 cung. Từ son cho đến si là mấy cung? Son đến si là 2 cung. Mà thanh thì còn là 1 cung. 1 cung rưỡi. Được chưa? Nắm được chưa? Đô trưởng, rê trưởng, mi trưởng, giờ là pha trưởng. Pha trưởng thì bắt đầu từ pha, âm dài pha, pha, tập tiếp. Son, la, si, đô, rê, mi và pha. 1,3,5 là nó gì? Pha trưởng thì gồm có pha cộng với lại la cộng với lại đô, pha la đô. Từ pha đến la là mấy cung? 2 cung, không thành không. Không có thăng, không có giảm. La đến si là một, la đến đô là 1 cung rưỡi, 1,5 cung. Như vậy pha trưởng bao gồm nó pha, la và đô. Bây giờ son trưởng thì sao? Bắt đầu cũng là gì? Son, la, si, đô, rê, mi, fa và son. 1,3,5. Son cộng si cộng rê. Son đến si mấy cùng? Son la si là 2 cùng. Si đến đô nửa cung, đô đến rê 1 cung là 1 cung. Dễ không? Đây là công thức. Thì con chỉ nhớ công thức 1, 3 và 5. Nhớ công thức không phải làm gì hết. 1, 3, 5. Và nhớ quãng. Học âm trưởng là quãng 3 trưởng là 2 cung. Quãng 3 trưởng là 2 cung. Quãng 3 trưởng là 2 cung. Quãng 3 thứ là 1 cung. Nhiều lắm rồi, ta tìm được tất cả hợp âm, kể cả trên cây guitar và trên cây đàn bằng gạch. Rồi bây giờ bài tập cho tụi con là tìm hợp âm la trưởng và si trưởng y theo cái công thức. Mình có đô, rê, mi, fa, son, còn hai âm còn lại. Tụi con làm trong vòng 5 phút. Được không? 5 là 10 phút. Tìm hợp âm la trưởng và si trưởng. Làm theo cái cách này. Thank you.